Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Jodipan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử Trương Chi Trúc Diễm. Trương Chi Trúc Diễm sinh vào ngày 24 tháng 5 năm 1987 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một người mẫu, diễn viên, đại sứ thiện chí của UNESCO vào năm 2010 và là á hậu một cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Cô tốt nghiệp Học viện PSP tại Singapore với bằng quản trị kinh doanh. Năm 2006, cô trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu và sản phẩm quốc tế tại Việt Nam và châu Á, thúc đẩy sự nghiệp người mẫu khi cô được chọn là người mẫu trẻ và thành công nhất năm 2006. Cô có thể nói tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc và hiện tại cô đang học tiếng Trung Quốc. Năm 2007, cô đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu trái đất được tổ chức tại Manila, Philippines. Tuy không lọt vào top 16 của cuộc thi, nhưng cô đã chiến thắng giải thưởng phụ Hoa hậu thời trang. Đồng thời, trong cùng năm, cô được chuyển trang sắc đẹp Khovin Beauty xếp hạng vào top 50 Miss Grand Slam. Cô cũng tham dự Hoa hậu quốc tế năm 2011 tại Trung Quốc và lọt vào top 15. Khi Trúc Diễm càng xinh đẹp khi trưởng thành, cô đã thử vận may trong phim. Bộ phim đầu tiên của cô được sản xuất bởi điện ảnh Galaxy. Cô được chọn là nữ diễn viên chính trong bộ phim Nhật ký Bạch Tuyết vào năm 2010. Bộ phim này không thành công nhưng tài năng diễn xuất của Diễm đã được công nhận là tiềm năng. Vì vậy, cô quyết định tham gia lớp diễn xuất một cách nghiêm túc hơn và có hướng sự nghiệp diễn xuất tốt hơn. Năm 2012, Diễm trở lại khi cô là nữ diễn viên chính của bộ phim mới Passion được sản xuất bởi Phim Truyện 1, là một thành viên sản xuất của chính phủ. Đam mê và đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Việt Nam, Liên hoan phim Golden Lobster, Liên hoan phim châu Á tại Malaysia. Sau thành công của bộ phim, cô tiếp tục thể hiện tiềm năng của mình qua vai diễn Hà My của bộ phim Âm mưu giày cao gót nhọn của đạo diễn Trần Hàm năm 2013. Bộ phim đã gây tiếng vang lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Mỹ và Úc. Trong năm 2013, cô cũng khiến bộ phim nổi tiếng hơn khi cô nhận chọn làm đại diện cho nữ diễn viên Việt Nam tại Liên hoan phim Cannes. Diễm nói rằng đây là giấc mơ trở thành sự thật. Về Hoa hậu trái đất năm 2007, cô được Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch cấp phép tham dự Hoa hậu trái đất năm 2007 tại Manila, Philippines. Nhưng cô không lọt vào top 16 người đẹp nhất. Tuy nhiên, cô đã giành được giải thưởng phụ Miss Fashion Hoa hậu thời trang. Phần thi này được tổ chức tại Việt Nam, quốc gia đồng đăng cai cuộc thi năm đó. Hoa hậu quốc tế năm 2011, cô từng là ứng cử viên nặng ký cho vương miện Hoa hậu quốc tế năm 2011. Mặc dù được các chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao, nhưng cô đã phải dừng chân ở top 15 chung cuộc và cô cũng được báo Global Beauty xếp vào top Miss Grand Slam, nhưng lần này cô chỉ vào top 100. Về đời tư, cô đã kết hôn với Ron Tử, một Việt kiều Mỹ vào năm 2015.